Các em thân mến, chào mừng các em trở lại với kênh Tiếng Anh cho Người Việt. Trong bài học ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các em một số từ vựng tiếng Anh về hoa quả. Đây là quả táo. Quả táo tiếng Anh đọc là apple. Apple. Quả này là quả cam. Quả cam tiếng Anh đọc là orange. Orange. Quả này là quả nho. Quả nho tên tiếng Anh đọc là grape. Grape. Tiếp theo là quả vải. Quả vải tên tiếng Anh đọc là Leech. Leech. Từ này có hai cách đọc các em ạ. Quả này là quả chanh. Quả chanh tên tiếng Anh đọc là Lemon. Lemon. Quả này là quả bí ngô, hay còn gọi là quả bí đỏ. Tên tiếng Anh là pumpkin. Pumpkin. Tiếp đến là quả dưa hấu. Quả dưa hấu tên tiếng Anh đọc là watermelon. Watermelon. Quả này là quả quýt. Quả quýt tên tiếng Anh đọc là tangerine. Tangerine. Quả này là quả dừa. Quả dừa tên tiếng Anh đọc là coconut. Coconut. Tiếp đến là quả thanh long. Quả thanh long tên tiếng Anh là blue dragon. Blue dragon. Quả này là quả xoài. Quả xoài tên tiếng Anh đọc là mango. Mango. Quả này là quả ổi. Quả ổi tên tiếng Anh đọc là guava. Guava. Quả này là quả lê đó các em ạ. Quả lê tên tiếng Anh đọc là pear. Pear. Quả này là quả dâu. Quả này cũng có hai cách đọc. Blackberry. Blackberry. Quả tiếp theo là quả dứa. Quả dứa tên tiếng Anh đọc là pineapple. Pineapple. Quả này là quả cà chua. Quả cà chua cũng có hai cái đọc. Tomato. Tomato. Quả này là quả chuối các em ạ. Quả chuối tên tiếng Anh đọc là banana. Banana. Quả này là quả dâu tây. Quả này cũng có hai cách đọc. Strawberry. Strawberry. Quả này là quả chôm chôm. Quả chôm chôm tên tiếng Anh đọc là rambut. Rambut.
Grapefruit. Grapefruit. Quả này là quả dưa chuột. Quả dưa chuột tên tiếng Anh đọc là cucumber. Cucumber. Quả này là quả sầu riêng đó các bạn. Quả sầu riêng tên tiếng Anh đọc là durian. Durian. Quả này là quả na. Quả na tên tiếng Anh đọc là custard apple. Custard apple. Và quả cuối cùng là quả bơ. Quả bơ tiếng Anh đọc là avocado. Avocado. Trên đây là một số từ vựng tiếng Anh về hoa quả tôi đã giới thiệu cho các em. Ở một số từ có hai cách đọc, đó là cách đọc tiếng Anh của người Anh và tiếng Anh của người Mỹ. Tôi trình bày tiếng Anh của người Anh trước và tiếng Anh của người Mỹ sau. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thanks for watching. See you again.